场地就有没有浪漫传说说太多，有谁能为我写下一个？天若有情天亦老，我只担心等不到，矛盾心情怎样面对才好？从来爱是没有借口，没有任何愧疚，你的一切永远将会是我所有。如果你是我的传说，让它天长地久，追梦的人为你在等候。Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em hân hạnh giới thiệu tới các bác một món đồ chơi của người lớn. Đây là một cái phân khúc dàn mini khá là độc đáo và cũng ít khi các bác nhìn thấy nó xuất hiện ở trên YouTube. Vâng, đây là Kenwood G7, một cái tên mã gợi nhớ cho chúng ta đến một cái tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới, đó là khối kinh tế G7, bao gồm toàn những cựu phát xít và cựu đế quốc. Không tin thì các bác cứ thử tra khác biết ngay thôi ạ. Trên cái bộ Kenwood G7 này, nó có một vài cái tính năng thực sự là nó tương đối là hữu dụng ở trong thời điểm hiện tại. Thứ nhất, ở trên cái bộ này nó có đường optical in, và chúng ta có thể sử dụng cái bộ dàn này thay thế một cái đầu giải mã DAC. Ở ngay đầu video thì các bác đã thấy em trình diễn cái đường kết nối quang, hay còn gọi là đường digital aux. Một lát nữa em sẽ phân tích kỹ hơn. Ở ngoài cái đường quang thì chúng ta còn có đĩa CD, có đĩa MD, có radio, nhưng mà rất tiếc là FM nó chỉ đến 90 MHz. Đây là một cái bộ khá là độc đáo, nó rất mỏng và nó cho phép gập loa ra phía sau. Hãng Kenwood sản xuất ra cái phân khúc dàn mini này là hướng đến những đối tượng khách hàng yêu âm nhạc và muốn có một cái thứ gì đấy nó di động cùng với mình. Một cái thứ với đầy đủ tính năng, có thể gọn gàng cho vào trong túi sách và có thể mang theo người để sử dụng bất cứ chỗ nào, ví dụ như là trong ga tàu điện ngầm hoặc là ở trên xe buýt, vân vân. Cái bộ Kenwood G7 này rõ ràng là nó nhắm đến những đối tượng khách hàng tương đối là khó tính, chứ không phải là dăm ba cái thứ đồ tào lao đâu ạ. Trung tâm chúng ta thấy một cái thớt dàn mặt được làm bằng nhôm, nó ráp một cái lớp nhôm mỏng. Ở cái góc bên phải, bên cái phần hiển thị ấy, chúng ta có cái cảm giác như là, các bác nhìn xem phần góc phải này, chúng ta có cảm giác như là đang đối diện với một cái máy chơi game nho nhỏ đó. Các bác có nhớ không ạ? Các bác có nhìn có thấy giống cái máy chơi game cầm tay không ạ? Khá là giống. Mặt nhôm, khay đĩa CD đặt bên này, nó có một cái chốt gạt sang ngang là chúng ta mở đĩa ra. Một lát nữa em sẽ test đĩa CD. Đĩa MD được đặt ở bên góc bên dưới góc phải, chúng ta ấn cái công tắc này xuống để mở đĩa MD. Rất buồn là
cái ổ DMD bây giờ nó không chạy. Đó, chúng ta thả đĩa xuống như thế này, ấn một cái để khóa đĩa này, đẩy nó vào. Ở ngoài đĩa MD, đĩa CD, đường AUX thì nó còn có cả đường USB nữa. Đây là nút tắt mở nguồn. Đây là cái cổng nhận tín hiệu hồng ngoại, điều khiển từ xa. Phía dưới đây chúng ta nhìn thấy nó có một vài cái phím, bao gồm phím next bài, lùi bài, phím ghi đĩa AMD, lựa chọn chế độ chơi, và đây là cái thay đổi cái hiệu ứng music cài sẵn. Và đây là cái nút rất quan trọng này, cái nút để chuyển về đường AUX thường hoặc là đường AUX. Đây là chuyển về USB này. Ở trên cái ngõ USB này, một lát nữa em sẽ nói kỹ hơn. Chúng ta có thể chơi kiểu direct, tức là chúng ta lấy cắm thẳng cái ngõ gọi là USB này vào cái cổng USB của máy tính, và chúng ta có thể chơi direct, loát nhạc trực tiếp từ ổ cứng máy tính qua bên này này nghe. Khoản này thì mấy anh em yêu công nghệ chắc chắn là hiểu. Hai cái loa thì nó có thể gập gọn vào phía sau lưng. Ê căng được làm bằng vải ơn rời, là hai cái ê căng nhìn nó vẫn còn khá là tươm tất. Với mỗi một thùng loa thì nó bao gồm một cái bát tầm 8 cm và một cái check, em gọi là check mắt trâu. Nó bé xíu thôi ạ, nó bằng cái móng, bằng cái ngón tay cái này thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về các kết nối. Phía bên trên này chúng ta thấy có những cái kết nối và hãng nó rất cẩn thận dùng những cái trục cao su để che. Thứ nhất là che bụi, thứ hai là có thể chống nước nhẹ. Đây là cái núm vặn gọi là multi control. Bình thường thì nó là volume. Khi ấn menu thì nó sẽ trở thành một cái núm đa năng. Em sẽ ấn menu, các bác nhìn nhá. Đó, ấn vào đây. Nó hiện chữ tone. Chúng ta ấn vào nút set ngay bên cạnh. Đó, nó hiện ra chữ bass. Muốn tăng giảm, chúng ta xoay cái núm này. Đó. Ấn tiếp vào nút set một lần nữa. Nó ra chữ check. Muốn tăng giảm, xoay cái núm này. Sau khi chỉnh xong, chúng ta ấn nút set một lần nữa để lưu cái khoản mà chúng ta vừa mới chỉnh bass check. Đây là cái ngõ USB này. Nó là cái dạng kết nối như kiểu cái cáp của cây của máy in, các bác nhìn thấy chưa? Một cái dạng cổng USB y như là chân của máy in nhỉ. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái lỗ phone đó. Khi chúng ta sử dụng làm giải mã, chúng ta đưa đường quang vào đây nha và lấy tiếng ra ở cái lỗ phone này. Ngay bên cạnh cái lỗ phone, tất cả đều được bịt bằng cái trục cao su. Ngay bên cạnh cái lỗ phone là cái lỗ tín hiệu dẫn ra loa xúc điện. Bây giờ thì em sẽ rút cái cáp quang này ra, cái sợi cáp quang này ra, và em sẽ phân tích tiếp để các bác hiểu này. Chắc hẳn là các bác thấy cái cáp này nó khá là lạ mắt đúng không ạ? Đây là cái dòng kết nối quang đặc chủng. Rất ít khi chúng ta bắt gặp cái dạng kết nối quang kiểu này. Em nghĩ là cũng có khá nhiều người hiện tại là đang sở hữu cái bộ G7 này, nhưng chưa chắc đã có nổi cái sợi cáp này đâu ạ. Đây là một cái dòng sợi quang mà nó được thiết kế theo kiểu như là một cái jack 3.5, các bác thấy không? Đó. Y hệt như một cái jack 3.5.
tại sao nhà sản xuất người ta lại làm ra một cái sợi cáp quang với một cái kết nối lạ như thế này? Là bởi vì như thế này nhé, trên cái đường cắm cái sợi sợi quang này, nó đồng thời là hai ngõ tín hiệu vào. Khi chúng ta chuyển cái thớt dàn của chúng ta về đường aux thường này nhé, thì các bác có thể cắm cái rắc 3.5 loại thường để chúng ta nghe điện thoại nhé. À, thì trên cái ngõ kết nối này nó bao gồm cả đường quang và đường aux thường. Chúng ta chuyển về đường aux thường thì là chúng ta cắm điện thoại vô tư. Khi chúng ta chuyển về đường digital aux thì là chúng ta cắm cái sợi quang này vào, và thế là chúng ta có một cái thiết bị giải mã. Đó, các bác thấy chưa? Đây là một cái điểm hết sức là độc đáo. Ở giờ em xin phép rút ra, em rút ra cho nó gọn, sau đó là em sẽ có phân tích thêm một chút. Dàn ấy thì nó sử dụng nguồn pin và nguồn adapter. Hiện tại là em đang xài bằng cái adapter. Đây là anten để bắt sóng FM. Loa nó rất chi là mỏng. Một lát nữa em sẽ nói về loa sau. Đó. Khi chúng ta muốn gập gọn vào ấy thì cũng đơn giản thôi. Em vừa xoay thì cái rắc nguồn nó lỏng. Đây, đây là nguồn chạy adapter này. Khi cần, chúng ta có thể gập hai cái loa này vào. Đó, các bác thấy chưa? Và khi gập gọn như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể cho nó vào trong một cái túi xách. Xách đi đây đi đó. Đấy chính là cái triết lý của nhà sản xuất khi tạo ra cái sản phẩm này. Gập vào ấy thì cái thớt của chúng ta nó có cái bề rộng vào tầm khoảng hơn 20 một chút thôi. Giờ chúng ta sẽ xem qua một chút. Đây là cái quai sách này. Đó. Rất rườm rà. Ở đây là nắp pin. Nó xài 6 quả pin tiểu loại 2 chữ A. Đó. Đường cắm adapter thì ở đây. Chúng ta xài adapter 9V. Đây là đường anten để nghe sóng FM này. Ngay phía sau chúng ta thấy có một cái miếng nhôm khá là lớn. Đây là cái miếng nhôm nó giúp tản nhiệt cho những cái thành phần bên trong máy, bao gồm như là IC công suất và những thành phần khác có sinh nhiệt. Số series 3779. Ken Wood MDX-G7 Made in China, sản xuất năm 2001. Đó, gập vào như thế này. Thì em cũng cần phải trình bày rõ ràng như thế này. Hàng bãi nó về, thứ nhất là cái ổ đĩa em đi nó không chạy. Thứ hai là cái loa bên trái này nó bị cạ côn các bác ạ. Loa bên trái nó bị cạ côn và nó phát sinh ra cái tiếng rè. Em thì chịu, không biết cách xử lý như thế nào. Do vậy em quyết định độ vào bên trái này một cái loa toàn giải. Em tháo từ một cái con đài xịn Panasonic hàng bãi ra nhé. Và chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội được xem cái loa zin ở cái thùng bên trái này nhé.
vì đài nó có một cái thiết kế rất mỏng, do vậy là loa nó cũng bắt buộc phải làm mỏng theo. Thế thì cái giải pháp của hãng là như thế nào? Em thấy cái giải pháp này thì hãng Pioneer cũng đã từng làm rồi. Và bây giờ em nhìn thấy một cái của Kenwood. Ở phía sau các bác hoàn toàn không thấy có nam châm gì cả. À, không có nam châm ở phía sau. Mà hãng nó quyết định đặt cái nam châm ở phía trước. Và nó sẽ lợi dụng cái điểm võng của cái màng loa hình nón để cho cái nam châm ra phía trước. Nào, các bác thấy chưa? Và cái nam châm này thậm chí nó còn đặt thấp hơn cả ở vị trí cao nhất là cái gần loa. Cái cách bố trí như thế này nó sẽ làm cho cái loa nó rất mỏng nhưng nó vẫn đạt được đủ cái tiêu chí. Cái dòng này ấy, sở dĩ là nó hay bị cạ côn là bởi vì trong cái quá trình mà nó vận chuyển từ bên kia về ấy, là nó cũng bị quăng nám. Mà khi bị quăng nám ấy thì cái nam châm này này nó bị bong keo và nó lệch sang một bên. Các bác hiểu ra vấn đề chưa? Xô nam châm. Đấy. Khi nó bị xô nam châm thì nó sẽ cạ côn. Đấy, các bác thấy chưa? Cạ côn này. Cứng. Thực sự mà nói với các bác đây, nhìn như này các bác mà bác nào rành về loa nhìn vào đây biết ngay là nó đang lệch côn này. Thấy chưa? Chính vì thế là nó bị cạ côn. Cạ côn thì không nghe được. Tất nhiên là khi bác nào mà mua cái con đài này thì em cũng trả đủ cả loa. Đó, bác về đưa cho ông thợ nào có trình độ. Ông ấy cần chỉnh lại cái nam châm phía trước là lại kêu tốt thôi, không vấn đề gì cả. Em thì ngu không dám đụng. Cho dù ngu đến mấy thì em cũng vẫn dùng một ít dầu dưỡng em dưỡng lại cái gân vải này rồi nha. Dưỡng lại gân lụa rồi. Bác bây giờ chỉ cần đưa cho ông thợ ông ấy đặt lại cái nam châm này là loa lại kêu tốt. Ở một lát nữa thì em sẽ test cái khoản radio sóng chung. Cho dù là nó khá là réo nhưng em vẫn cố gắng em test để bác nào mua cái đài này thấy được rằng là radio nó vẫn kêu. Ở ngoài cái vấn đề ở cái loa bên trái này này, đó, khi em tháo ra em thay loa thì em thấy là ở cái loa bên trái này nó tích hợp một cái anten ferrite để bắt sóng chung, nhưng nó vẫn rất cẩn thận. Bố trí một cái đường jack ở đây để người dùng có thể cắm một cái jack 3,5 ly vào đây để làm anten bắt sóng sóng chung, sóng AM. Các bác thấy chưa? Hết sức là độc đáo. Thực ra ấy thì cái model M7 này, G7 này em cũng đã từng bán tại shop vài bộ rồi. Vì đây là một trong những cái món hàng mà rất nhiều người ta thích. Do vậy khi nhập về là khách người ta đến tận shop người ta lấy, em cũng chẳng có cơ hội đưa lên YouTube đâu. Nhưng trong cái quãng thời gian em bán hàng hơn 6 năm nay, em nhớ là em mới bán được đến bộ thứ tư rồi ạ. Và đây là bộ thứ năm. Vâng, em xin phép dừng ở đây. Một lát nữa em sẽ test radio. Vâng, xém xíu quên, chưa test đĩa CD. Bây giờ em sẽ test một đoạn đĩa CD. Con đài này được bán ra kèm theo một cái remote, và trên cái remote này chúng ta có thể chỉnh full tính năng bên phần đĩa CD, volume, rồi thì nói chung là những cái thao tác cơ bản nhất, trong đó có cả dò sóng radio. Bây giờ em sẽ mở một đoạn đĩa CD này. Chuyển bài năm luôn.
Trước khi làm cái video này thì em đã cho chạy đến khoảng 2 lượt đĩa rồi. Xin các bác hết sức lưu ý, đây là em bán đồ chơi nha. Các bác phải hiểu thế này, giữa một món đồ chơi ấy thì nó sẽ khác một món đồ dùng. Đồ chơi tức là gì? Tức là chúng ta sẽ mua nó bởi vì cái kiểu dáng độc lạ. Đó. Chúng ta yêu cái hình thức này, cái kiểu dáng này thì chúng ta mua nó về. Mục đích chính là để chơi chưng nhé. Còn các tính năng thì cũng không nên quá bận tâm đến. Em bán nó với tư cách của một món đồ chơi. Khoản đĩa CD thì em test thôi chứ không dám bao chạy. Đi em đi thì lỗi rồi. Thực sự mà nói em thấy cái mắt đĩa CD này ngon đấy ạ. Bây giờ em sẽ test một đoạn radio. Hiện tại em đang bật hai cái bóng tiếp, nghe radio nó sẽ rất chi là réo. Chuyển về radio bằng nút này, dò sóng bằng hai nút PCH lên xuống này. Tiết kiệm và sử dụng lao động này, và có một cái khoảng trống mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, đó là cái trách nhiệm pháp lý sẽ phải đặt ra đối với những kẻ trực tiếp sử dụng lao động và có những hành vi tra tấn cưỡng bức có luật sử dụng lao động đối với những người công dân Việt Nam. Tuy nhiên cái chuyện này sẽ liên quan đến pháp luật nước sở tại. Thế thì theo tôi nghĩ là để mà xử lý một cái rốt ráo thì vấn đề trách nhiệm pháp lý cũng phải đặt ra. Tôi nghĩ là khá nhiều khán giả sẽ đồng thuận với ông về cái chuyện là đa phần là do thiếu hiểu biết. Tuy nhiên có một cụm từ mà chúng tôi cũng nhận được sau những ngày này là như vậy là sóng chung bắt tương đối tốt. Bộ này em bán ra sẽ kèm theo một cái adapter 9V, nhưng mà em nói thẳng thế này, bác nào mua cái bộ này ấy, thì nên kiếm đấy một cái adapter tốt hơn ở tầm 9V 2A nha. Bởi vì cái adapter của em ấy dòng nó chỉ được 1A thôi. Nó khi mà nó cung cấp nguồn cho cái bộ dàn này thì thấy nó hơi đuối, mở lớn là nó bị ngắt tiếng nha. Như vậy là em bán ra kèm theo một cái adapter, một cái remote. Và cái điểm quan trọng nhất đó là em tặng cái sợi cáp quang này. Đây là một cái sợi cáp hết sức là độc, hàng độc đấy các bác ạ. Rất nhiều bác đi tìm đỏ mắt cũng không tìm nổi cái sợi này đâu. Đây là một sợi cáp quang xịn của Nhật, dài đến tận 2 mét, thoải mái vòng vèo từ ở Smart TV đi xuống ha. Và bác nào mua cái đài, mua cái bộ dàn này, em trả đủ cả cái loa bị cạ côn này về để bác xử lý nha. Và em bán cái bộ này với giá là 1 triệu 2. Xin lưu ý, em bán một món đồ chơi và không bao bất cứ cái thứ gì cả. Lưu ý nhé. Em bán đồ chơi và không bao bất cứ tính năng nào cả. Nó chạy là chuyện may mắn, nó không chạy thì cũng đừng có trách cứ gì em, vì em bán đồ chơi mà, chủ yếu là chơi chưng thôi. Như vậy có thể kết luận ở trên cái bộ này, điểm quý giá nhất đó là đường quang optical. Cái đường USB này đối với những cái dân chơi công nghệ ấy, người ta có thể chơi direct thẳng từ cây máy tính vào đây. Đó. Còn cái dòng loa này ấy, thì nói thẳng với các bác là nó không đào đâu ra bát nha. Nó sẽ không có âm bát. Ở đây nó có một cái đường nó thiết kế rất rõ ràng ở đây nhé, là SV đúp, tức là đây là cái đường để cắm vào một cái quả súp bên ngoài. Đó. Ý nó bảo hai cái loa này nó sẽ không có nhiều bát, không có bát, muốn có bát thì phải cắm ra một quả súp điện bên ngoài. Đó, vấn đề là như vậy. Em nhớ không nhầm thì cũng có khá nhiều giai.
cách đây khoảng vài năm về trước đã từng đưa cái bộ này lên bán với cái giá tầm từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 mà không có remote kèm theo. Và chắc chắn là không đào đâu ra cái sợi cáp này để mà tặng các bác nha. Riêng cái sợi cáp này nói với các bác này, các bác đi mua, đi lùng mua ấy, 200 ngàn cũng không mua nổi đâu. Nếu như không có cái sợi này thì cuộc chơi nó trở nên lỡ dở, chẳng đâu vào với đâu cả. Rõ ràng là chúng ta có đường quang mà không thể nào mà xài nổi. Dân chơi nào sẵn sàng chấp nhận với cái tình huống một món đồ trưng với giá 1 triệu 2 có remote, có dây quang kèm theo. Em xin nhắc lại này, em không bao bất cứ cái tính năng nào trên cái bộ dàn này cả. Bác nào gan thì mua he. Tất cả những cái gì cần trình bày thì em đã trình bày xong rồi. Và dân chơi nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.